vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tiêu dùng thông minh được phát sóng trên kênh VTC6 Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, trong cơ thể con người, collagen chiếm đến 25% tổng lượng protein và chiếm đến 70% trong cấu trúc của da, giữ vai trò kết nối các mô dưới da thành một cấu trúc hoàn chỉnh, đặc biệt quan trọng trong việc duy trì độ đàn hồi căng mịn và sự săn chắc của làn da. Tuy nhiên, bước qua độ tuổi 25 thì cơ thể mỗi năm sẽ mất đi từ 1 đến 1,5% collagen. Đến độ tuổi 35 trở lên, sự giảm sút collagen không được bù đắp khiến cho cơ thể bị lão hóa một cách nhanh chóng. Chính vì vậy, bổ sung collagen là cách để giúp chị em có thể lưu giữ nét thanh xuân của mình cũng như hồi phục và tìm lại sự tươi trẻ của mình. Sản phẩm sữa Nano Collagen Milk được sản xuất trên dây chuyền hiện đại tại nhà máy Nutrilite ở Quảng Ninh, được phân phối độc quyền bởi công ty cổ phần thương mại Vimec Group. Với thành phần chính là Nano Collagen, sữa non, sâm tố nữ cùng các vitamin và khoáng chất, Nano Collagen Milk là giải pháp hoàn hảo giúp bổ sung collagen làm đẹp da. Collagen trong sản phẩm Nano Collagen Milk với nguyên liệu được nhập khẩu từ Nhật Bản có các dưỡng chất cao hơn gấp 10 đến 20 lần các loại collagen thông thường, từ đó giúp tăng cường sức khỏe cho làn da, tăng độ đàn hồi, giúp làm chậm sự lão hóa của làn da bằng cách giảm nếp nhăn và khô. Nhờ ứng dụng thành công công nghệ nano cùng quy trình sản xuất công nghệ hiện đại, Nano Collagen Milk giúp cơ thể nhanh chóng phục hồi lại lượng collagen đã mất, mang lại sức sống mới cho làn da cũng như các bộ phận khác của cơ thể. Bên cạnh việc giúp làm trẻ hóa và làm đẹp da, Nano Collagen Milk còn bổ sung thêm thành phần sữa non có chứa các lợi khuẩn giúp bảo vệ đường tiêu hóa, chống lại tác động của vi khuẩn bên ngoài, giúp tăng cường hệ miễn dịch, nâng cao sức đề kháng. Ngoài ra, thành phần sâm tố nữ còn có tác dụng kích thích sự phát triển các tuyến ngực và mô ngực, chống lão hóa, kích thích mọc tóc, giảm nguy cơ béo phì và ung thư.